Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi chủ nhật ngày 21 tháng 5 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Kỷ Mão, tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành Ni Mệnh thành đầu thổ ngày Kỷ Mão, tức chi khắc can, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm thành đầu thổ Kỷ Tuổi, Quý Dậu, Ất Dậu, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là Tuổi, Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi, thành một cục xung với Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Tân Dậu, Ất Dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao Nguyệt Ân, tốt mọi việc, sao Âm Đức, tốt mọi việc, sao Phổ Hộ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao Mậu Thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Thiên Ân, tốt mọi việc, sao Thiên Thủy, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Nhân Cách, xấu đối với giá thú, khởi tạo, sao Phi Ma Sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sao Huyền Vũ, kỵ về an táng, sao Sát Chủ, xấu mọi việc, sao Lỗ Ban Sát, kỵ về khởi công, động thổ. Và đặc biệt ngày 21 tháng 5 năm 2023, tức là ngày 3 tháng 4 năm Quý Mão, ngày này là ngày sát chủ theo quan niệm dân gian. Ngày này thuộc Bách Kỵ, trăm sự đều kỵ, bất kể là đối với tuổi nào. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng chính nam. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 21 tháng 5 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất. Tử vi chủ nhật ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày chủ nhật này cho thấy cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu gây trở ngại, là điềm báo không tốt cho các mối quan hệ của con giáp tuổi Tý trong ngày hôm nay, thậm chí bản mệnh còn dễ gặp xui xẻo vì việc tin người. Nên cẩn thận kẻo mất tiền oan vì khả năng đánh giá vấn đề của bản mệnh trong ngày này không thực sự sáng suốt. Thiên quan khiến con giáp tuổi Tý lỡ mất cơ hội khi bạn cảm thấy đắn đo, băn khoăn không dám nắm bắt lấy cơ hội của mình và rồi chúng vượt khỏi tay bạn. Thế nên ngày hôm nay, hãy cố gắng làm chủ vận may cá nhân và chủ động dấn thân ở thời điểm thích hợp, nếu không bạn sẽ tiếc nuối sau này đấy. Thủy mộc tương sinh hỗ trợ rất nhiều cho tình hình sức khỏe hiện tại của bản mệnh, nhất là người mới ốm dậy đã ăn uống được nhiều hơn, nghỉ ngơi đầy đủ để hồi sức. Bản mệnh đã biết yêu thương bản thân mình hơn và tránh suy nghĩ quá nhiều gây hại cho sức khỏe. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, hãy để cho trí tưởng tượng của bạn được bay cao, bay xa hơn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, bạn cũng cần có một thế giới của riêng mình. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, đừng làm việc không biết nghĩ, bạn đang tự làm hại mình đấy. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, niềm tin đến từ những việc tưởng nhỏ và không liên quan nhất. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, hãy tự làm mình vui bằng việc mua một món quà nho nhỏ. Sự nghiệp,
đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 19, số 81, số 33. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cam. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Bước sang ngày mới, đây là một ngày tuyệt vời để con giáp tuổi Sửu chia sẻ những ý tưởng mới và đón nhận sự quan tâm của những người xung quanh dưới sự che chở của thực thần. Có thể bạn sẽ là tâm điểm của ngày hôm nay, vậy thì hãy sẵn sàng đón nhận sự chú ý ấy nhé. Đừng quên rằng chỉ khi bạn đặt niềm tin vào chính mình, bạn mới có thể có được sự tin cậy của những người xung quanh. Thổ mộc xung khắc cho thấy, có thể sức khỏe không được tốt là một trong những rào cản cuộc sống của bản mệnh trong ngày hôm nay. Để tránh việc vấn đề này gây ảnh hưởng tới công việc hoặc khiến bạn phải trì hoãn một số dự định thì nên tìm cách chăm sóc bản thân đúng mực. Lưu ý, ngày 21 tháng 5 năm 2023, tức là ngày mùng 3 tháng 4 âm lịch, là ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, chăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào. Ngoài ra khi xuất hành đi xa, bản mệnh tuổi Sửu nên ưu tiên xuất hành theo hướng tốt để hạn chế rủi ro, tăng thêm sự may mắn. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng chính nam. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, không nên lúc nào cũng làm mọi thứ theo ý mình, hãy biết nhờ sự hỗ trợ khi cần. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, có thể ai đó hiểu nhầm ý khiến bạn nổi nóng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, chớ nên giận cá chém thớt, ảnh hưởng tới mối quan hệ. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, có ai đã đưa ra lời cảnh báo, hãy tin tưởng họ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, mối quan hệ của bạn ngày càng tốt đẹp, gặp được người thấu hiểu. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 0, số 80, số 26. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, đỏ. Quý nhân phù trợ, Tị, Tý, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Tử vi ngày chủ nhật của 12 con giáp chỉ ra rằng, được tam hội trợ mệnh mang đến cho con giáp tuổi Dần cơ hội để cởi mở những khúc mắc trong lòng và thể hiện bản thân mình một cách chân thực nhất, thay vì giấu những tổn thương, những buồn chán nơi đáy trái tim. Hãy coi đây là cơ hội để hàn gắn, để xoa dịu nhé. Tử vi ngày mới còn có chính ấn hỗ trợ, cho nên con giáp tuổi Dần sẽ trở nên gần hơn với những mục tiêu của mình ngày hôm nay, nhưng vội chủ quan nhé. Bạn cần phải kiên trì, vững vàng cho đến khi thực sự cán đích. Tới lúc đó, bạn có thể thoải mái ăn mừng được rồi. Còn bây giờ thì hãy cố gắng lên nhé. Mộc khí vượng, ảnh hưởng không nhỏ tới quyết tâm muốn tập luyện nghiêm túc của bản mệnh. Bạn không cần gắng sức, nếu thấy mệt cứ cho phép mình nghỉ và quay lại tập khi đã cảm thấy khỏe hơn bạn nhé. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, không giữ được kiên nhẫn và điềm tĩnh cần thiết vì quá tự tin. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, công việc đã đi vào quỹ đạo mà bạn muốn và trở nên thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, bạn có xu hướng tiêu tiền cho người mình yêu mến. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, có mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp với người thân. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, nên cư xử đúng mực, nhất là với người lớn tuổi hơn mình. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn, số 55, số 19, số 77. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, tím. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công.
Tử vi chủ nhật ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy công việc ngày hôm nay diễn ra rất tốt đẹp. Thiên ấn cho con giáp tuổi Mão cơ hội gây ấn tượng với mọi người xung quanh bằng vốn hiểu biết, năng lực của bạn. Đây cũng là ngày mà việc ký kết các giấy tờ, các hợp đồng, văn bản rất được khuyến khích đấy. Mộc khí vượng cho thấy sức khỏe không được tốt, không đủ giúp bạn theo đuổi những mục tiêu lớn lao đâu. Vì thế, hãy cho phép bản thân mình nghỉ ngơi một chút, cải thiện sức khỏe rồi hãy bắt đầu các kế hoạch của mình. Xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh nên lưu ý để kiêng cữ những việc như chôn cất thuộc mệnh đại kỵ, cưới gả, trổ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường. Các việc khác cũng nên hạn chế. Nếu xuất hành đi xa, bản mệnh tuổi Mão nên ưu tiên xuất hành theo hướng tốt để hạn chế rủi ro, tăng thêm sự may mắn. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng chính nam. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, nhớ suy nghĩ cẩn trọng trước khi nói ra, tránh làm tổn thương người khác. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, chớ trông mong điều gì quá xa vời, hãy bám chặt thực tế. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, có điểm báo hao tài tốn của, cần chú ý quản lý tài chính. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, nên trao niềm tin cho người thực sự phù hợp mà thôi. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, cân nhắc hơn trong việc đưa ra quyết định trong ngày hôm nay. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, 4, 6. Giờ tốt, 11h-13h. Màu sắc cát tường, đỏ, tím. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi ngày mới cho thấy ảnh hưởng của cục diện ngũ hành Mão Thìn tương hại, nên con giáp tuổi Thìn làm việc gì cũng nên từ tốn, có những người đang quan sát để đánh giá lại năng lực của bạn đấy. Thậm chí còn có tác nhân bên ngoài đang ngầm gây hại, nhưng vì bạn chủ quan để khả năng quan sát hạn hẹp, vì thế nên cố gắng thận trọng trong từng việc mình làm. Thương quan xuất hiện trong vận trình là biểu hiện không tốt liên quan tới cuộc sống của bản mệnh, có những người bị mất quyền, mất việc, không thi đỗ, làm ăn thất thoát. Luôn có những bất trắc xảy ra như thế nên bạn luôn có kế hoạch phòng bị thích hợp thì sẽ hạn chế được thiệt hại hơn cho bản thân. Thổ mộc xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên lưu ý hơn tới vấn đề tiền bạc, đừng vội cho rằng mình tiêu tiền vì mục đích tốt là được. Tốt hơn hết là chớ chi tiêu hoang phí, thiếu tính toán, nếu không bạn sẽ không thể nào đạt được mục tiêu mà mình đề ra đâu. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, có ai đó không tin tưởng bạn trong ngày hôm nay, thế nhưng đừng chùn bước. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, nên tiếp tục nỗ lực trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, không cần cố giải thích cho người không hiểu mình. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, không có điều gì là tuyệt đối cả, nên thông cảm cho người ta. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, nguy cơ xảy ra hiểu nhầm cao trong ngày hôm nay. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 12, số 15, số 89. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, cam. Quý nhân phù trợ, Tý, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Tử vi ngày mới chủ nhật này cho thấy kiếp tài xuất hiện trong vận trình, chỉ ra rằng con giáp tuổi Tỵ đang nghĩ ngợi, bối rối hay xấu hổ vì một việc làm nào đó thì hãy tìm đến người bạn đủ tin cậy, đủ thân thiết để sẻ chia và tìm kiếm sự góp ý. Có thể những lời khuyên mà họ dành cho bạn sẽ rất hữu ích đấy, vậy thì hãy mở lòng với họ một chút nhé. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh có thể xử lý các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Ngày hôm nay, nếu bạn muốn tình hình tài chính cá nhân an toàn và vững mạnh thì điều đầu tiên mà bạn cần phải làm hôm nay là lập ra cho mình một ngân sách chi tiêu sao cho hợp lý.
có một số vốn nhất định để đầu tư cho tương lai. Đào hoa khoe sắc, tình cảm của bản mệnh sẽ bước sang những trang mới trong ngày ngũ hành mộc sinh hỏa như hôm nay. Cả hai người có thể tính đến chuyện về chung một nhà trong khoảng thời gian tới rồi đó. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, cần có sự quyết đoán và dứt khoát hơn trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc chính mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, không nên thực hiện việc gì quá quan trọng trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, cần tận dụng cơ hội để nhanh chóng phát tài. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, tình cảm gia đình hài hòa, cha mẹ con cái thuận hòa êm ấm. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 10, số 66, số 80. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lam, đen. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Ngày mới gặp ục diện, Mão Ngọ tương phá nhắc nhở bạn không nên ôm đồm quá nhiều vì có thể ban đầu bạn tưởng rằng mình có thể làm được, nhưng thực tế là có nhiều điều ngoại cảnh đang đẩy bạn đi theo hướng khác. Nếu bạn quá tự tin thì càng là vấn đề lớn vì nó khiến bạn không nhìn ra vấn đề của mình. Tỷ thiên khiến mối quan hệ của con giáp tuổi Ngọ có nguy cơ đổ vỡ, tránh để cảm tính hủy hoại bạn ngày hôm nay nhé. Với mọi việc mà bạn cần làm hay được giao phó, hãy dùng lý trí để sắp đặt sao cho ổn thỏa nhất. Khi bạn phán xét mọi thứ bằng cảm nhận riêng, có thể chúng sẽ không chính xác đâu. Ngũ hành tương sinh là cơ hội tốt cho bản mệnh có thể tìm được cách thức phù hợp để cải thiện sức khỏe. Bạn cũng nên hạn chế thói quen ăn uống thiếu khoa học mà bạn bắt chước mọi người gần đây để hạn chế những tác động xấu lên thể lực của mình nhé. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, hiếu thắng, chủ quan, dễ đưa ra quyết định vội vàng. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, thích làm theo ý mình, bỏ ngoài tai những lời góp ý. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, nên học cách lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, tài chính có khởi sắc nhờ nỗ lực bấy lâu. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, không nên xuất hành, khai trương, di chuyển trong hôm nay. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 22, số 90, số 1. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ, Dần, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Bước sang ngày mới, nhờ có tam hợp nâng đỡ mà con giáp tuổi Mùi được người khác giới thấu hiểu, nhìn nhận tích cực về con người bạn. Việc quen người mới cũng rất tốt vì đó là cơ hội để trau dồi tư duy, làm mới bản thân mình một chút. Hãy bắt đầu bằng những thói quen mới mẻ, cho tinh thần bạn được khởi động, được hoạt động một cách tích cực nhất. Thực thần xuất hiện, mang tới niềm tin phơi phới cho con giáp tuổi Mùi. Diện mạo rất quan trọng ngày này nên, trước khi ra khỏi nhà, hãy đảm bảo là bạn có một diện mạo hoàn hảo nhất có thể nhé. Nhờ thế bạn mới dễ dàng ghi điểm trong mắt mọi người và giải quyết mọi việc thuận lợi. Ngũ hành xung khắc cho thấy, tiền bạc bắt đầu có dấu hiệu đáng lo, bản mệnh đừng quá chủ quan cho rằng mình vẫn đang đủ đầy mà không quan tâm tới tương lai. Nhất là khi khoản tiết kiệm đang thâm hụt và không có dấu hiệu gia tăng thì nguy cơ sẽ xảy ra những sự cố liên quan tới tiền rất cao đấy. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, nắm bắt cơ hội phát triển khi nó đến, do dự sẽ khiến bạn hối hận. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, có người mang đến cho bạn chỉ dẫn thích hợp và đúng lúc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, nếu có lời mời ăn uống thì nên đón nhận thôi nào. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, nên có góc nhìn tích cực hơn trong mọi vấn đề của cuộc sống. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, gặp được người phù hợp để có thể chia sẻ buồn, vui. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá,
đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 11, số 56, số 32. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Nếu chịu khó để ý một chút thì con giáp tuổi Thân sẽ nhận thấy rằng cơ hội đang ở ngay trước mắt bạn mà thôi. Cơ hội mà chính tài đưa tới có thể liên quan đến tiền bạc hay những ý tưởng mới, và hẳn nhiên chúng có giá trị và ý nghĩa trong cuộc sống của bạn. Ngũ hành xung khắc có thể gây ra những căng thẳng trong các mối quan hệ của bản mệnh với người thân, hàng xóm, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Bạn chớ vì giận quá mất khôn, nói ra những lời khó nghe khiến hai người không dám nhìn mặt nhau về sau. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính nam phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và bếp lò. Do đó người tuổi Thân không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành các công việc sửa chữa ở nơi này, bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, công việc có phần hanh thông là nhờ được giúp sức. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, nên tính toán kỹ lưỡng trong từng vấn đề nhỏ một. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, nên trân trọng sự hỗ trợ của mọi người trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, có người đánh giá sai về bạn nhưng việc này không nên để tâm. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, nhỡ nắm bắt cơ hội phát triển khi nó đến, do dự sẽ khiến bạn hối hận. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 45, số 76, số 20. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, trắng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Ngày mới chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung, ý Ngọ Mão Dậu gây trở ngại, nên cho dù con giáp tuổi Dậu hôm nay có nín nhịn hoặc nhường nhịn ai đó cũng không thể tránh được việc có những xung đột, mâu thuẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, sang ngày khác mọi việc sẽ yên ổn thôi, bản mệnh đừng quá lo lắng, hoang mang quá nhé. May mắn được thiên tài xuất hiện, hỗ trợ để tiền bạc trong túi người tuổi Dậu rủng rỉnh hơn. Chi tiêu sao cho hợp lý là lời khuyên dành cho bản mệnh trong ngày hôm nay. Hẳn nhiên bạn có các kế hoạch, những mục tiêu dài hạn, vì thế hãy biết cân đối chi tiêu hiện tại lẫn các khoản dành dụm cho tương lai. Kim mộc xung khắc, ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bản mệnh, có thể là do tác động của thời tiết nên bạn dễ bị ốm hơn. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên lưu ý ăn nhiều rau củ hơn để cải thiện hệ tiêu hóa hiện tại. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, sức khỏe sa sút, tránh làm việc quá sức không thực sự hiệu quả. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, càng quan tâm chi tiết bạn sẽ hạn chế được sai sót. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, nên đọc nhiều sách để mở mang kiến thức nhiều hơn nữa. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, tránh đường đột cắt đứt mối liên hệ với ai đó. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, tình hình tiền bạc đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 22, số 8, số 80. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, đỏ. Quý nhân phù trợ, Tị, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Vận trình ngày mới, nhờ có lục hợp che chở mà con giáp tuổi Tuất sẽ có được những người đồng hành tâm đầu ý hợp, khiến mọi công việc ngày hôm nay trôi qua dễ dàng, thuận lợi hơn tưởng tượng. Vậy thì đây là ngày để cùng chia sẻ dự định, kế hoạch tương lai đấy. Đừng lo ngại bất cứ tranh chấp, mâu thuẫn nào nhé.
Thương quan khiến con giáp tuổi Tuất thường xuyên có cảm giác tồi tệ, tiêu cực. Công việc bận rộn đến mấy thì cũng đừng quên dành thời gian để thưởng thức những giá trị giản đơn và ý nghĩa của đời sống đang hiện diện xung quanh bạn. Nhờ thế thì mỗi phút giây đi qua đều trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều đấy. Ngũ hành xung khắc có thể đẩy bản mệnh vào những rắc rối liên quan đến tiền bạc. Bạn nhất định không được dùng chữ tín của mình để hỗ trợ ai đó vay tiền, họ đang lợi dụng lòng tốt của bạn mà thôi. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, có người nói xấu sau lưng bạn nhưng bạn nên bày tỏ quan điểm rõ ràng. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, có những điều bạn không thể nào trốn tránh, phải đối diện với nó. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, có ai đó đang mang tới cho bạn cơ hội tốt đi kèm thách thức. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, vừa thấy khó đừng vội vàng bỏ cuộc nhanh tới vậy. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, những điều giản đơn trong cuộc sống chính là hạnh phúc mà bạn cần nắm giữ. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 5 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 2, số 79, số 26. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Con giáp tuổi Hợi từng có thời gian tổn thương, nghĩ ngợi vì sự đổ vỡ trong một mối quan hệ nào đó hay sự rạn nứt trong chuyện tình cảm thì ngày hôm nay có tam hợp cơ hội vàng để có thể hàn gắn, để có thể sửa sai. Hẳn nhiên tha thứ là một điều nói dễ hơn làm, tuy nhiên nếu bạn dốc lòng cho điều đó thì kết quả cũng sẽ đến mà thôi. Chính quan giúp con giáp tuổi Hợi mở ra những cánh cửa cơ hội mà trước đây bạn nghĩ chỉ là một bức tường, không cho phép bạn kết nối với những ước mơ, những tham vọng của chính mình. Đây cũng là ngày mà bạn nên trân trọng mọi cơ hội, mọi nhân vật tiếp cận với bạn, thay vì thái độ coi thường, vì bất cứ lý do nào nhé. Ngũ hành tương sinh dự báo có nhân vật có tầm ảnh hưởng, có nhiều trải nghiệm nào đó sẽ hỗ trợ bạn, động viên bạn. Vậy thì đây chính là cơ hội tốt để bạn có thể thể hiện những năng lực của mình và vươn tới một vị trí tốt hơn trong công việc, nếu đó là điều mà bạn muốn. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, tình cảm là điều khó nói, đừng phân tích quá nhiều. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, nên biết trân trọng hạnh phúc hiện tại. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, cách thức của bạn khác mọi người, không nên đem ra so sánh. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, sự thiệt hơn cũng có tính tương đối mà thôi, đừng nghĩ nhiều. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, cứ chăm chỉ và chân thành, bạn sẽ được trân trọng. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 54, số 6, số 72. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Tỵ. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.